Lã Bố tức giận vì bị Vương Doãn lừa gả điêu thuyền cho hắn, sao lại đem dâng cho thái sư Đổng Trác. Vương Doãn vội nói Lã Bố trách oan. Vương Doãn nói do trước đó thái sư có ghé phủ chơi, nghe nói có đứa con gái muốn gả cho Lã Bố nên đích thân đến xem và đưa điêu thuyền về để tổ chức hôn lễ cho Lã Bố. Lã Bố nghe xong tưởng thiệt, hết sạch mọi tức giận, vội cáo từ trở về. Sau khi Lã Bố về phủ, đợi một đêm cũng không thấy động tĩnh gì. Sớm ngày hôm sau, lại vội đến hậu đường tướng phủ nghe ngóng, thị nữ nói thái sư mới có thiếp tên là Điêu Thuyền, bây giờ ngủ còn chưa dậy. Lã Bố tức giận tím mặt, vội lẻn đến sau cửa sổ phòng ngủ của Đổng Trác, tận mắt thấy Điêu Thuyền vừa mới ngủ dậy đang chải đầu. Điêu Thuyền cũng đã nhìn thấy Lã Bố, cố ý nhăn nhó đôi mày, không ngừng dùng tay lau nước mắt. Lã Bố đứng đến nửa ngày cũng không có cách gì đến gần Điêu Thuyền. Đến khi Đổng Trác ăn sáng xong, hắn lại phải đến bên cạnh Đổng Trác bảo vệ mới đến gần được Điêu Thuyền. Điêu Thuyền cũng nhìn hắn tình tứ, thỉnh thoảng lại dùng tay chỉ vào tim mình. Đổng Trác vô tình phát hiện thần sắc không bình thường của Lã Bố, bèn nghi ngờ, đuổi Lã Bố đi. Từ sau đó, có đến mấy tháng, Lã Bố không gặp được Điêu Thuyền, trong lòng rất bực bội. Một hôm, đang hộ giá Đổng Trác vào kinh, Lã Bố quay ngựa về phủ thái sư để gặp Điêu Thuyền. Cả hai dẫn nhau ra vườn sau ở Phượng Nghi Đình để nói chuyện. Điêu Thuyền khóc lóc giải thích bị Đổng Trác ép bức, tiếc là chưa gặp được Lã Bố nên chưa thể chết. Nói xong định nhảy xuống hồ sen tự vẫn, Lã Bố vội ngăn lại. Lã Bố nói, nếu kiếp này ta không lấy được nàng thì không phải là anh hùng. Điêu Thuyền nói khích sao chàng là anh hùng mà lại sợ Đổng Trác. Lã Bố càng quyết tâm giết Đổng Trác để giành Điêu Thuyền cho mình. Đổng Trác đang chuyện trò cùng hắn hiến đế, bỗng phát hiện Lã Bố đã bỏ đi, lập tức sinh nghi, vội trở về phủ, quả nhiên thấy Lã Bố và Điêu Thuyền đang trò chuyện ở Phụng Nghi Đình. Cơn giận bốc lên, Đổng Trác quát lớn, xông về phía trước, lấy cái kích của Lã Bố đang để bên tường. Lã Bố vội bỏ chạy, Đổng Trác thấy đuổi không được, ném cái kích về phía Lã Bố, suýt nữa giết chết Lã Bố. Điêu Thuyền thấy Đổng Trác trở về, khóc vật vã, nói với Đổng Trác bị Lã Bố gạo. Đổng Trác nghe xong, tuy rất tức giận, chỉ vì Lã Bố là đại tướng, còn cần cho việc bảo vệ mình, đành nuốt hận, chỉ ra lệnh cho binh lính tăng cường bảo vệ Điêu Thuyền, không cho gặp ai. Sau đó lại mang Điêu Thuyền về Miêu Ổ để tránh Lã Bố làm phiền. Tất cả những việc này Vương Doãn đều biết cả, thực ra đó cũng là kế ly gián do ông và Điêu Thuyền cùng bố trí. Vương Doãn bèn tìm đến Lã Bố vừa khích vừa khuyên, khiến cho Lã Bố nghiến răng bậm môi, thể hiện thái độ không đội trời chung với Đổng Trác nhưng còn do dự vì Đổng Trác là cha. Vương Doãn bèn thuyết phục Lã Bố rằng đó chỉ là cha nuôi và lúc phi kích giết Lã Bố thì không còn tình cha con nữa. Vì vậy Lã Bố quyết tâm hành sự giết Đổng Trác phò tá nhà Hán. Hôm sau, Vương Doãn mời Lý Túc và Lã Bố tới bàn việc. Lã Bố nói với Lý Túc muốn nhờ Lỗ Túc đi Miêu Ổ triệu Đổng Trác vào triều để dẹp trừ. Lý Túc đồng ý ngay. Tháng 4 âm lịch năm 192, Vương Doãn được thư thiên tử triệu về triều để truyền ngôi thì vô cùng sung sướng vội về kinh ngay. Khi Đổng Trác về kinh, Lã Bố ra đón và bái kiến Đổng Trác như phụ vương. Đổng Trác hỏi Vương Doãn và Lý Nho đâu. Lã Bố nói Vương Doãn đang đón ở đài Thiền Nhượng, Lý Nho thì bị ốm không ra đón được. Lã Bố trước đó đã lệnh cho Lý Túc cùng nhiều võ sĩ mai phục ở cửa Bắc Dịch chờ đợi, còn bản thân vẫn theo hộ vệ Đổng Trác lên đài, có Vương Doãn đợi sẵn. Vương Doãn hô lớn kêu bắt tên giặc già. Đổng Trác chưa biết Lã Bố đã phản mình nên vội gọi Lã Bố đến cứu. Lã Bố rút chiếu thư thiên tử ra đọc, tuyên bố mình được lệnh của vua để giết Đổng Trác, vì vậy tướng sĩ dưới quyền Trác đều không dám chống lại. Lã Bố nói xong liền lấy phương thiên họa kích đâm Đổng Trác chết tốt. Năm đó Đổng Trác 61 tuổi. Tin Đổng Trác bị giết truyền ra ngoài kinh thành, mọi người đều gieo hò vui mừng, cùng nhau ca hát. Điêu Thuyền sau khi hy sinh bản thân để hoàn thành công việc liên hoàn mỹ nhân kế liền bỏ đi mai danh ẩn tích.